chọn đầu vào là tiếng Việt này, đầu ra tiếng Anh này, máy sẽ tự động dịch tiếng Việt sang tiếng Anh này. Em bấm mút vào mút thu âm đi, thu âm bắt đầu này, chuyển sang này, bắt đầu dịch này. Đấy, chúng tôi đang test tự động dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Ok.